Các bạn đang nghe truyện trường sinh bắt đầu từ việc lấy vợ trên kênh TV Audio CV. Chương 222, đưa một tòa tiểu viện. Hắn nhịn không được mà lén lút ngắm phần mượt mà kia, thầm nghĩ loại chất liệu này sợ là không tầm thường, cũng không biết bên trong là cảnh đẹp cỡ nào. Tiểu viện này của thẩm khách khanh cũng khá độc đáo. Nhưng linh khí hơi kém một chút. Thu chân nhân nói xong bỗng nhiên xoay người, nhìn thẩm bình nhìn không chớp mắt, khóe môi nàng mỉm cười, Ngõ Thông Tuyền có một tiểu viện, linh khí dồi dào, là trung tâm của linh mạch cấp 3, nếu ở nơi đó, tốc độ tu hành của Thẩm Khách Khanh sẽ nhanh hơn. Hơn nữa nghe nói Thẩm Khách Khanh có mấy vị đạo lữ, ở đây khó tránh khỏi chật chội, không bằng chọn ngày chuyển đến Ngõ Thông Tuyền, rộng rãi thoải mái hơn. Thẩm Bình lắc đầu nói, Ngõ Thông Tuyền là nơi ở của Kim Đan Tiền Bối, tại hạ nào có phần phúc duyên này. Thu chân nhân một lần nữa ngồi trên ghế, uống linh trà chậm rãi nói, Kim Đan Chân Nhân, Ngụy Quốc, Tấn Quốc 12 chư quốc mỗi trăm năm không biết sinh ra bao nhiêu tu sĩ kết đan, nhưng kết đan có thể ngưng anh lại rất ít, cho dù là Kim Đan ở tổng cứ điểm chân bảo các phần lớn đều sẽ hết thọ mà tọa hóa. Nhưng khách khanh đặc biệt như thẩm khách khanh, tương lai ngưng anh chỉ là chuyện sớm muộn. Chỉ là một tiểu viện trong ngõ thông tuyền, làm sao có thể nói là phúc duyên được. Thẩm Bình im lặng không nói. Hắn biết, những gì thu chân nhân nói là sự thật trong hoàn cảnh tu hành như ngụy quốc muốn trúc cơ đều cần liều mạng tranh đoạt cơ duyên mà kết đang cần vận khí cơ hội thực lực một thứ cũng không thể thiếu về phần nguyên anh mỗi một vị nguyên anh sinh ra đều phải hao hết hơn phân nửa tích lũy của một tông môn nhưng trong bảo khố chân bảo cát kỳ trân đan dược dị bảo cùng các loại tài nguyên của trúc cơ kim đan nguyên anh đều có chỉ cần có đủ cống hiến từng bước vững vàng xây dựng nền móng, kết hợp các loại kỳ vật hiếm thấy đột phá nguyên anh quả thật không khó. Thậm chí trở thành cường giả có đại thần thông trong nguyên anh cũng không phải hy vọng xa vời. Chưa nói đến những thứ khác. Chỉ mỗi công pháp trúc cơ đứng đầu, nếu đặt ở ngụy quốc 12 quốc gia sợ là sẽ dẫn đến một màn mưa máu gió tanh. Thu chân nhân tiếp tục nói, thẩm khách khanh không cần lo lắng vấn đề tiền thuê nhà ở ngõ thông tuyền, hiện giờ toàn bộ Thanh Dương Thành bị hai đại tông môn Đan Hà Tông và Hợp Hoang Tông quản lý, mà hai đại tông môn này có quan hệ hợp tác rất khăng khít với chân bảo cát, ở trúc cơ ý ngươi chỉ cần mời hai vị kim đan, về sau phí thuê tiểu viện ngõ thông tuyền cũng không cần phải nộp nữa. Hơn nữa vị tiền bối bên người thẩm khách khanh tu hành ở ngõ thông tuyền cũng thuận tiện hơn. Thẩm bình quả thật động tâm. Tuy ngõ hội tuyền cũng đã đủ dùng cho hắn và các thê thiếp, nhưng hoàn cảnh ở trung tâm linh mạch cấp 3 đương nhiên tốt hơn rất nhiều, kim một song hệ cực phẩm linh căng của hắn qua mấy năm nữa là có thể đột phá, nếu ở ngõ thông tuyền, tốc độ tu hành trúc cơ kỳ sẽ tăng nhanh hơn rất nhiều. Suy nghĩ đến đây. Hắn chấp tay nói, đợi kết thúc trúc cơ yến, đành làm phiền thu tiền bối. Thu chân nhân cười tủm tỉm nói, đây cũng là ý của bành trưởng lão, hơn nữa có thể giúp được thẩm khách khanh, cũng là phúc duyên của chúng ta nàng uống linh trà xong liền đứng dậy cáo từ rời đi khi thẩm bình đưa nàng đến cửa thu chân nhân bỗng nhiên quyến rũ cười hỏi thẩm khách thanh bình thường thích uống linh tử gì thẩm bình suy nghĩ một chút nói thật ra ta cũng không có sở thích đặc biệt gì mấy năm trước may mắn được uống một chén ngọc trân băng lộ tửu đến nay ký ức lời còn nói xong giữa mũi và hơi thở của hắn dâng tới một mùi rượu quen thuộc mà xa lạ chỉ thấy trong lòng bàn tay thu chân nhân lơ lửng bầu rượu băng lộ ngọc trân tửu đúng thu chân nhân phất tay bầu rượu rơi vào trước người thẩm bình bình linh tửu này đưa cho thẩm khách khanh lần sau nếu muốn uống có thể đến chỗ ta thoải mái uống vài ly nơi đó có linh tửu hương vị còn tuyệt vời hơn là do ta cất giữ rất nhiều năm thẩm khách khanh không cần đưa nữa nói xong nàng quay người rời đi đường cong bóng lưng mượt mà thùy mị dần dần biến mất. Thẩm Bình nhìn băng lộ ngọc trân tử, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, nhìn không được cảm thán, quả nhiên là một bầu rượu cũ nhiều năm. Kế tiếp gần như cứ cách 2-3 ngày lại có trúc cơ, thậm chí là kim đan chân nhân đến cửa bái phỏng. Sau khảo hạch tư cách, không ít khách khanh chân bảo các còn đang quan sát, mặc dù có ý muốn kết giao với Thẩm Bình cũng không sốt ruột tiến thêm một bước liên hệ nhưng bây giờ mọi thứ đã khác. Tin tức mà bành trưởng lão và hạ chấp sự truyền ra, khiến cho các khách khanh và cả người chủ trì hội đấu giá bên trong chân bảo cát, cùng với những tu sĩ giao tiếp tốt với bọn họ đều không thể kiềm chế được. Dù sao trúc cơ yến là cơ hội thích hợp để làm quen nhất. Nếu bỏ lỡ lần này, về sau, rất khó để tìm cơ hội đến thăm. Bọn họ cũng không thể quên được cảnh nên đón ngày hôm đó, ngay cả sứ giả nguyên anh ở tổng bộ cũng đi theo bên người vả lại bước đi cũng không dám vượt qua thẩm khắc khanh quả nhiên chỉ mới suy nghĩ thôi đã cực kỳ sợ hãi nơi tiếp giáp giữa trạch quốc và ngụy quốc ở nam châu hồ nước sông ngòi đầm lầy ở nơi này rất nhiều nhất là đầm lầy còn sâu và rộng hơn đầm lầy vân sơn bên trong tiềm ẩn không ít yêu thú thực lực cường đại nghe nói huyết ngạc lão tổ cũng xuất phát từ nơi này mà ra phốc phốc Mấy món pháp khí hình nóng màu đất từ hai bên trái phải nhanh chóng xuyên thủng đôi mắt của một con yêu thú, sau đó địch mơn nghiệp thừa dịp tầm mắt yêu thú hỗn loạn, bắt lấy cơ hội lóe lên, từ phía trên rơi xuống, lưỡi cự kiếm đâm thẳng vào. Dây tiếp theo. Giọng nói sùng tật vang lên, so với mấy năm trước, năng lực chiến đấu chém giết của ngươi tiến bộ không tệ, pháp lực trúc cơ cũng đã hoàn toàn vững chắc, lại tôi luyện thêm vài năm kết hợp tài nguyên đang dược phụ trợ, có thể đột phá đến trúc cơ tầng 2. Địch Mân Nghiệp vội vàng chắp tay nói, "Tạ sư Tôn khen ngợi. Dọn dẹp thôi, trở về Thanh Dương Thành." Thẩm Phù sư từng ngồi cùng các sư đệ sư muội ở trúc cơ yến, đã trúc cơ. Địch Mân Nghiệp sửng sốt một chút, nhanh như vậy. Sau đó lại vui mừng nói, "Sư Tôn, Thẩm Phù sư trúc cơ, về sau ta có thể đi tới cửa bái phỏng xin chỉ dạy phù đạo không?" Nếu vừa rồi sử dụng phù chú công kích cấp 2, đệ tử có nắm chắc có thể giải quyết yêu thú trong hơn 10 hô hấp. Sùng tật nghĩ đến lời khúc trưởng quỷ dặn dò, nhịn không được nói, hiện giờ cho dù là vi sư cũng không có tư cách đi bái phỏng thẩm phù sư, vẫn nên bỏ ý định tu tập nghiên cứu phù đạo đi. a à, Địch mân nghiệp kinh ngạc nói, sư tôn, chuyện này, làm sao có thể, ngài chính là khách khanh nhị đẳng của chân bảo cát, thẩm phù sư tuy trúc cơ thành công, nhưng hắn chỉ là tam đẳng khách khanh mà thôi. Bốp! Sùng Kiều thuần thục cho đệ tử một cái đập vào gáy. Tên khờ nhà ngươi. Mấy năm trước thẩm phù sư chỉ là luyện khí tầng 9, bây giờ đã là trúc cơ, tu vi của hắn tăng lên, trình độ phù đạo của hắn sẽ không tăng lên chắc. Ngay tháng trước, thẩm phù sư từ tổng bộ chân bảo cắt trở về, thành công thông qua khảo hạch khách khanh đặc biệt, lần này nếu không phải nhờ mặt mũi lão khúc, vì sư sợ rằng ngay cả tư cách tham gia trúc cơ yến cũng không có. Địch mân nghiệp ngốc trệ. Trong đầu theo bản năng hiện lên khuôn mặt vị thẩm phù sư kia Khách khanh đặc biệt Hắn hoàn toàn không thể nào liên hệ hai người này vào một chỗ Đừng sửng sốt, mau dọn dẹp đi Ngay khi sùng tật mang theo đại đệ tử từ Nam Châu nhanh chóng trở về Trong thanh dương thành vốn yên lặng cũng trở nên sao động Tiên diệu lâu Đình các ưu nhã, trừng trúc xanh biếc Giải lụa bay múa Giữa những cuộc nói chuyện trên đài cao có dàn nhạc ti trúc, làm cho người ta phải đắm chìm, vui đến quên cả trời đất. Phần lớn tu sĩ khi nhàm chán sẽ đến tiên diệu lâu thoải mái nói chuyện, phóng thích buồn bực trong lòng. Mà thải thường tiên tử nổi danh với điệu nguyệt hạ độc vũ rất được tu sĩ cao tầng thanh dương thành hoan nghênh, dần già, thải thường tiên tử cứ cách vài tháng sẽ đến đây biểu diễn vũ đạo uyển chuyển, mỗi lần đều khiến cho quan khách tiên diệu lâu chấn động. Hôm nay sau khi biểu diễn xong nguyệt hạ độc vũ. Hải thường tiên tử không để ý tới những tu sĩ dưới đài cao, trực tiếp đi tới một tòa đình các vắng vẻ. Thân hình nguyễn chuyển trắng nõn của nàng như ẩn như hiện. Ngước mắt lên. Trước người đã có một thân ảnh xuất hiện. Hải thường gặp qua lâu chủ. Không biết hôm nay triệu tập có chuyện gì phân phó. Nàng chậm rãi hành lễ nói. Lâu chủ tiên diệu lâu bình tĩnh nói, Thải thường, nguyệt hạ độc vũ của ngươi ngày càng tinh xảo đáng tiếc cuối cùng ngươi cũng không phải là thải nguyệt tiên tử mà bây giờ có một cơ hội giúp ngươi vượt qua thải nguyệt hô hấp của thải thường trở nên căng thẳng không trả lời giọng nói của lâu chủ tiên diệu lâu tiếp tục vang lên đoạn thời gian trước chân bảo cát sinh ra một vị khách khanh đặc biệt khách khanh đặc biệt đôi mắt của thải thường tiên tử lộ ra vẻ kinh ngạc nàng đã tiếp xúc với không ít khách khanh chân bảo cát trong đó không thiếu khách khanh nhất đẳng ngẫu nhiên cũng nghe đến chuyện khách khanh đặc biệt nhưng vẻn vẹn chỉ biết khách khanh đặc biệt thân phận tôn quý hơn nữa cực khó thăng cấp không ngờ hôm nay lại xuất hiện mà qua vài ngày nữa bành trưởng lão chân bảo cát sẽ tự mình tổ chức trúc cơ yến cho vị khách khanh đặc biệt này hội yến đó chính là sự kiện trọng đại của tổng cứ điểm chân bảo cát ngoại trừ một bộ phận tu sĩ trúc cơ những trúc cơ hậu kỳ khác đều không có tư cách tham gia Thải Thường ngươi tuy chỉ là trúc cơ sơ kỳ, nhưng Nguyệt Hạ độc vũ nổi danh thanh dương thành, đến lúc đó Bành trưởng lão có lẽ sẽ mời ngươi tham gia, đây chính là cơ hội của ngươi. Thân thể uyển chuyển của Thải Thường tiên tử khẽ chấn động. Nàng nghe ra cơ hội mà lâu chủ nói là gì? Thủ thân như ngọc nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn đến bước này. Lâu chủ. Thải Thường nghe theo phân phó. Chỉ là chỉ là khách khanh đặc biệt kia nếu đã có địa vị như vậy, thải thường sợ rất khó tiếp xúc. Lâu chủ Tiên Diệu Lâu hài lòng cười nói, "Không sao, ở yến hội, ngươi chỉ cần làm quen với vị khách khanh kia là được, mọi chuyện tiếp theo ta sẽ sắp xếp." Thải thường, dung mạo ngươi hơn người, cũng không nên lãng phí thiên phú bẩm sinh của mình. Ngụy quốc quá nhỏ. Nếu ngươi có thể làm quen với vị khách khanh đặc biệt này, sẽ được nhìn thấy thiên địa tu hành rộng lớn hơn. Âm thanh vừa dứt. Lâu chủ tiên diệu lâu trước người thải thường tiên tử đã biến mất. Nàng dựa vào lan can đình cát, trong đôi mắt lộ ra kiên định, ta nhất định sẽ vượt qua thải nguyệt. Xuân mãn uyển Tàng bà bà tươi cười nhiệt tình tiễn một vị tu sĩ luyện khí hậu kỳ, nhìn trước quầy trống rỗng, nàng thoải mái lắc lắc vòng eo trở lại phòng tiếp khách, vừa chuẩn bị uống trà nghỉ ngơi. Giọng nói lạnh lùng truyền vào bên tai. Sắc mặt tàng bà bà kẻ biến đổi, vội vàng đi tới hậu viện tham kiến huyết la sứ giả sắc mặt nàng tràn đầy cung kính nam tử trước người đeo mặt nạ huyết sắc khí tức trên người dày như núi tổng cứ điểm chân bảo các tại ngụy quốc mới sinh ra một vị thành viên hạch tâm bên trên có lệnh dù phải trả cái giá gì nhất định phải duy trì quan hệ hợp tác với người này nếu thành công quyền hạn thân phận của ngươi sẽ tăng lên cấp độ sứ giả Tàng bà bà vừa nghe xong, trong mắt lộ ra khiếp sợ, nàng không ngờ rằng ngụy quốc nho nhỏ này lại có thể sinh ra thành viên hạch tâm của chân bảo cát. Đây là Ngọc Giảng. Bên trong có giới thiệu đơn giản về vị khách khanh đặc biệt kia. Tất cả huyết la vệ ở ngụy quốc, ngươi có thể tạm thời gọi tới. Huyết la sứ giả nói xong liền ném ra một viên ngọc giản. Thần thức tàng bà bà thẩm thấu, nhất thời sững sờ tại chỗ. Nhưng rất nhanh nàng lộ ra vẻ kích động, chắp tay nói huyết huyết la sứ giả chuyện này vị khách khanh đặc biệt này lão thân đã có liên lạc hơn nữa cũng đã lui tới vài lần lúc ở vân sơn phường đối phương còn mượn phi thuyền của xuân mãn Viễn chúng ta rời khỏi đầm lầy vân sơn quanh lời vừa dứt lời tằng bà bà cảm thấy quanh thân thể bỗng có uy áp ập tới đôi mắt dưới mặt nạ huyết la sứ giả lạnh như băng ngươi nói thật tàng bà bà gian nan lấy ngọc giản ghi chép từ trong túi trữ vật ra, đưa lên. Sứ giả huyết la đảo qua. Quy áp tiêu tán. Hắn nở nụ cười, rất tốt, ngươi làm vô cùng tốt, không ngờ lại có tin vui ngoài ý muốn, nếu đã có hợp tác, vậy cứ tiếp tục duy trì là được, từ hôm nay trở đi, thân phận quyền hạn của ngươi sẽ tạm thời tăng lên cấp bậc sứ giả. Xuân mãn quyển ta làm việc quy củ, ngươi nên hiểu, sau này cứ 10 năm ta sẽ đến kiểm tra một lần. Còn nữa, thực lực ngươi hơi thấp, mau tăng lên đi. Tằng bà bà hưng phấn không người hành lễ, đa tạ sứ giả huyết la dẫn dắt. Nâng mắt lên lần nữa. Huyết la sứ giả đã biến mất. Mà nàng rốt cuộc không kìm được nội tâm kích động, vui mừng không kìm lòng được thì thào, bây giờ không giống ngày xưa, thẩm phù sư, không ngờ ngươi lại trở thành phúc duyên của lão thân. Tiểu viện số 14 ngõ hội tuyền. Phó đạo hữu đang ngồi ở bên cạnh đài đá đùa nghịch tài liệu trận bàn, toàn thân hắn nồng nặng mùi rượu. Mà đạo lữ bên cạnh lại cao đôi mày thanh tú. Không đúng. Phó đạo hữu nhìn thoáng qua đạo lữ, làm sao vậy? Phu quân. Gần đây động tĩnh ở sân nhà cách vách không nhỏ. Động tĩnh gì? Nhạc đạo hữu bất đắc dĩ nói, phu quân ngươi đắm chìm chế tác trận bàn, tâm không chú ý chuyện bên ngoài, đương nhiên không biết, Mấy ngày nay tu sĩ đến cửa bái phỏng thẩm phù sư rất nhiều, chỉ riêng thiếp thân đứng ở cửa viện nhìn thấy đã có hơn 10 vị, vả lại đều là tu sĩ trúc cơ. Phó đạo hữu đặt tài liệu trận bàn qua một bên. Ngươi chắc không nhìn lầm chứ. Thẩm phù sư là khách khanh của chân bảo cát, lại có quen biết với khúc trưởng quỷ, sùng tật và các tu sĩ trúc cơ. Ngẫu nhiên có mấy vị trúc cơ tu sĩ đến cửa bái phỏng là rất bình thường, nhưng thoáng cái đã hơn 10 vị quả thật rất không bình thường nhạc đạo hữu lắc đầu, thiếp thân làm sao có thể nhìn lầm. Nàng chần chờ một chút, phu quân, đã một thời gian chúng ta không mời thẩm phù sư đến tiểu viện làm khách, nếu không đi qua bái phỏng xem là tình huống gì. Phó đạo hữu gật đầu. Hai người nhanh chóng rửa mặt chải đầu một phen. Nhưng mà vừa mới đi ra cửa viện đã nhìn thấy hai vị tu sĩ cách đó không xa đang đi đến. Áo choàng màu xám bạc. Pháp bào màu xanh lam bọn họ mặc dù thu liễm khí tức, nhưng uy thế giữa hai hàng lông mày không thể nào che giấu được. Phu thê phó đạo hữu đều kinh ngạc đứng đờ tại chỗ. Bành trưởng lão. Hạ chấp sự. Hai vị cao tầng chân bảo cắt. Phu thê phó đạo hữu đã từng may mắn gặp qua một lần, cái uy áp cường đại của kim đan đó, đến nay trong trí nhớ của hai người vẫn còn rất mới mẻ. Trong kinh ngạc. Hai người nhìn thấy bành trưởng lão cùng hạ chấp sự dừng bước ở cửa viện thẩm phù sư cách vách, sau đó làm lễ tới cửa bái phỏng, mới đi vào tiểu viện. Đứng một lúc lâu, phu thê phó đạo hữu mới phục hồi lại tinh thần. Hai người nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được vẻ kiếp sợ khó tin. Năm ngoái, mỗi lần mời nếm thử rượu linh, hai người đều chỉ dùng truyền tấn phù thông báo một tiếng, thẩm phù sư luyện khí tầng chính sẽ tự mình mang theo đạo lữ tới mà bây giờ tiểu viện kia vẫn không chút thay đổi nhưng tại cổng đã có tu sĩ kim đan đến cửa bái phỏng chưa đến một năm đã xảy ra biến hóa như vậy phu thê phó đạo hữu vắt hết ốc cũng nghĩ không ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì bên trong phòng lớn tiểu viện bành trưởng lão và hạ chấp sự tùy ý ngồi ở trên ghế gỗ thẩm bình tự mình rót hai chén linh trà cung kính nói hai vị tiền bối có phân phó gì chỉ cần gọi một tiếng là được, lần này tự mình tới cửa, quả thực là tại hạ phải sợ hãi. Bành trưởng lão vuốt râu cười nói, thẩm khách khanh thông qua khảo hạch, tổng cứ điểm chân bảo các tại ngụy quốc ta được lợi rất nhiều, đừng nói là ta cùng hạ chấp sự tự mình đến cửa, cho dù bưng trà rót rượu cũng không quá đáng. Hạ chấp sự gập đầu. Tài nguyên thu được từ mỗi một cứ điểm của chân bảo các đều có hạn, nếu không có cống hiến đầy đủ, các tài nguyên như kỳ trân đang dược cấp độ nguyên anh sẽ càng ít, nhất là kỳ trân phụ trợ của ngưng anh, ở Bắc Nham chiểu vực có lẽ còn có thể dựa vào cống hiến để đổi, nhưng tại tổng cứ điểm ở Ngụy quốc này cơ bản không có khả năng. Mà so với tông môn 12 quốc gia tu hành như Ngụy quốc Tấn quốc, chân bảo các có ưu thế ở chỗ có thể đạt được tài nguyên hiếm thấy mà khu vực này không có, mất đi ưu thế này, chân bảo các cũng chả khác gì những tông môn khác. Thấy bành trưởng lão nói như vậy, Thẩm Bình chỉ có thể cố gắng tiếp nhận. Đơn giản tán gẫu vài câu khách sáo. Bành trưởng lão liền lấy ra một viên ngọc giản đưa qua. Thẩm Khách Khanh. Bên trong ngọc giản là danh sách tu sĩ lần này tham gia trúc cơ yến, Thẩm Khách Khanh nhìn thử, xem có thích hợp hay không. Thần thức Thẩm Bình thẩm thấu vào ngọc giản. Trang giấy màu bạc lơ lửng trước mắt, phía trên xuất hiện tên của từng tu sĩ, trong đó phần lớn đều là tu sĩ Kim Đan và trúc cơ hậu kỳ trung kỳ cực ít. Nhìn kỹ nhiều lần. Thần thức của hắn rời khỏi cười khổ chấp tay nói, bành trưởng lão, hạ chấp sự, danh sách tu sĩ tham gia yến tiệc lần này có phải hơi nhiều rồi không, đây chỉ là chút cơ yến của tại hạ, thật sự thẹn không dám xứng. Tuy đã đoán được từ trước, nhưng khi thật sự nhìn thấy danh sách, trong lòng hắn vẫn không nói nên lời. Vị sứ giả ô sơn nguyên anh kia không nói số lượng kim đan trúc cơ khác gần như sắp đuổi kịp buổi lễ khai tông rồi, bành trưởng lão cùng hạ chấp sự liếc nhau. Trong lòng cũng hiểu rõ. Thẩm khách khanh, mỗi một vị tu sĩ đều có giới thiệu đơn giản, ngươi có thể tùy ý loại đi vài người, có một vài người muốn thêm vào cũng cứ thoải mái viết vô. Thần thức của thẩm bình lần nữa thẩm thấu ngọc giảng. Một lát sau, danh sách tu sĩ mời tới đã hoàn toàn thay đổi. Trong đó tu sĩ Kim Đan trúc cơ hậu kỳ giảm bớt hơn phân nửa và những người mới tăng lên hàng chục. Đinh trưởng quỷ, La, Nguyễn Khách Khanh cũng nằm trong danh sách. Sùng tật cùng với đại đệ tử địch mân nghiệp cũng thêm vào bên trong. Người cuối cùng. Thẩm Bình do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn viết thêm vào. Tổng Sơn. Nhìn bành trưởng lão cùng hạ chấp sự rời đi. Thẩm Bình lặng lẽ đứng nhìn. Trúc cơ yến dự kiến sẽ được diễn ra vào tháng tới đó là giữa tháng tư địa điểm tại thanh dương hồ đến lúc đó chân bảo các sẽ dùng pháp bảo hình thuyền để chở các tu sĩ tham gia hội yến động tĩnh có hơi lớn nhưng nghĩ đến vị nguyên anh sứ giả ô sơn còn có các tu sĩ như kim đan khách khanh trúc cơ hậu kỳ thẩm bình vẫn đồng ý không còn cách nào một vài mối quan hệ không thể xóa được đúng như bành trưởng lão nói tiệc chúc mừng khách khanh đặc biệt có thể hủy bỏ nhưng trúc cơ yến không thể nào tránh được nếu không tổ chức thì thôi, một khi tổ chức đương nhiên phải mời một vài hảo hữu đến, ví dụ như khúc trưởng quỷ, sùng tật, đinh trưởng quỷ. Bọn họ đều là thành viên trong chân bảo cát, như vậy có một vài khách thanh khác cũng phải mời đến. Thẩm phù sư Chúc mừng trúc cơ thành công Tiếng chúc mừng truyền đến từ phía sau các đứt dòng suy nghĩ của thẩm bình. Quay đầu lại Phu thê phó đạo hữu bước nhanh tới, khuôn mặt lộ ra nụ cười nhiệt tình. Thẩm Bình cười nói, hai vị mời vào. Chỉ chốc lát sau. Hắn tiễn phu thê phó đạo hữu đi. Danh sách khách mời lần này không có bọn họ, chủ yếu là do quan hệ giao tình với nhau không quá sâu đậm. Năm ngoái mấy lần mời hắn đến viện uống rượu đều là do đối phương có chuyện cần nhờ hắn. Những thứ này đều chỉ để mài dũa đạo tâm. Tại thời khắc ngươi trở thành thành viên hạch tâm của chân bảo cát, nhất định phải làm quen. Bùi hỏa vũ không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh thẩm bình. Bộ giáp nhẹ bao bọc cơ thể là nổi bật những đường cong trên người nàng khiến người khác phải chú ý, thẩm bình nhịn không được đánh giá vài lần, sau đó nói, bùi tiền bối nếu đến chưa chuẩn bị quần áo khác, tại hạ có thể nhờ thê thiếp giúp ngài mua một hai bộ. Bùi hỏa vũ thản nhiên nói, không cần, bộ giáp nhẹ này của ta là pháp bảo đặc biệt, cho dù mặc trăm năm cũng sẽ không bị hư hao chút nào. Nếu thẩm đạo hữu nhàn rỗi như vậy, không bằng đặt tinh lực nghiên cứu tập kinh thư. Thấy bùi hỏa vũ nhắc tới kinh thư mấy lần. Thẩm Bình không khỏi hỏi, bùi tiền bối, tu tập kinh thư rất quan trọng sao? Hắn đọc không hiểu kinh thư. Nhưng không ảnh hưởng đến việc trình độ phù đạo của hắn tăng lên. Tuy mấy ngày gần đây số lần song tu với thê tử giảm bớt, nhưng kinh nghiệm phù đạo cách đột phá cấp 3 đã không còn xa. Mà so với phù chú cấp 2, uy lực của phù chú cấp 3 sẽ lột xác. Bùi hỏa vũ nhẹ nhàng gật đầu, thẩm đạo hữu, ngươi đã từng hấp thu huyết dịch trên hoa văn kỳ thú, hẳn cũng hiểu được huyết dịch kia thần kỳ cỡ nào, ở trong chân bảo cát, thứ quý giá nhất không phải là bảo khố, mà là một vài tài nguyên vật phẩm hạn chế. Ngươi nghiên cứu tu tập kinh thư càng sâu, thực lực ở phương diện nào đó sẽ càng mạnh, cơ hội đạt được vật phẩm hạn chế cũng sẽ càng lớn. Đây là cơ hội rất hiếm có cho dù là ta cũng cầu mà còn không được. Thẩm Bình ngẩn ra. Chỉ riêng tài nguyên bảo khố của chân bảo các đã làm cho hắn cảm thấy rung động. Kết quả, nó không phải là thứ quý giá nhất. Nhưng phải công nhận huyết dịch của kỳ thú trên đĩa đồng quả thật rất đặc biệt. Hắn chỉ mới hấp thụ một giọt, chẳng những tu vi trúc cơ được củng cố, còn trực tiếp tăng lên đến trúc cơ tầng 2, vượt qua mấy chục năm khổ tu tích lũy. Đang chuẩn bị hỏi thêm chuyện kinh thư bên tai lại lần nữa truyền đến giọng nói thẩm đạo hữu không nên lãng phí thiên phú của mình lâu lâu cùng đạo lữ vui vẻ thư giãn tinh thần cũng không sao nhưng việc này nếu đều đặn mỗi ngày khó tránh khỏi sẽ trầm luân trong đó dứt lời bùi hỏa vũ xoay người trở về tỉnh thất thẩm bình lắc đầu lời này hắn không dám gật bừa trang tử không phải cá làm sao biết cá có gì vui kim dương tông theo tông môn tấn quốc Việt quốc, Trạch quốc 12 chư quốc dần dần xâm nhập vào Ngụy quốc, đánh chiếm phân chia xong các đại phường thị cùng mỏ linh thạch khoáng vật quý hiếm, các tông môn vây công sơn môn chủ tông cũng lục tục rút đi, dù là tiên đạo tông môn hay là ma đạo, đều ăn ý để lại Kim Dương phường duy nhất này lại cho Kim Dương tông, cho đến bây giờ. Không còn tu sĩ tông môn nào khác ở lại gần sơn môn của bọn họ. Ngay cả ma tu cũng rất ít khi tàn sát bừa bãi trong phạm vi Kim Dương phường. Phật môn Tây Tông mặc dù thành công đuổi kịp Kim Dương Lão Tổ, nhưng cuối cùng vẫn để Kim Dương Lão Tổ bỏ chạy, mặc dù không biết tung tích, nhưng chỉ cần còn sống, tương lai rất có khả năng thăng cấp đến hóa thần cảnh. Bởi vậy các tông môn đang hà tông, hợp hoang tông sau khi biết được kết quả, không chút do dự liền rời khỏi Kim Dương Phường, để lại vài phần thể diện cho Kim Dương Tông. Vào lúc này, trong một linh mạnh động phủ ngoài tông môn, Trần Kiều Dung, chủ nhân Tú Xuân Cát, nhận được tin tức. Nội dung rất đơn giản. Thẩm phù sư, khách khanh chân bảo các thanh dương thành, sắp cử hành trúc cơ yến ở thanh dương hồ, đặc biệt mời Trần Đạo Hữu đến tham gia, có thể đi phi thuyền của bảo các ta. Sau khi đọc xong, Trần Xu Dung cầm truyền tấn phù trầm mặt không nói. Từ khi rời khỏi Vân Sơn Phường đến bây giờ mới mấy năm, đối phương đã trúc cơ thành công. Hơn nữa từ phần nội dung tin tức truyền đến tự hồ cũng không phải thẩm phù sư tự mời mà là chân bảo cắt phát ra lời mời ý nghĩa của nó là hoàn toàn khác nhau lúc trước biết mình nhìn lầm nàng từng nhiều lần thử bù đắp quan hệ nhưng ai ngờ sau này lại xuất hiện biến cố như vậy chỉ có thể nói thế sự khó đoán trước chủ nhân hồng đạo hữu bái phỏng thị nữ quần áo màu xanh biết đi vào cung kính nói trần xu dung nhìn nàng qua nhiều năm vị thị nữ này đã lột xác từ tuổi trẻ xinh đẹp sang vài phần thành thục. Nhưng tu vi chỉ vẻn vẹn tăng lên một tầng. So với thẩm phù sư năm đó, trên lệch chẳng khác gì mây bùng. Kỳ nhi. Lần gặp mặt ở Tú Xuân Cát, nếu có thể quay lại, ngươi có nguyện trở thành thiếp thất của thẩm phù sư không? Bằng cách nào đó? Trần Xu Dung bỗng nhiên muốn hỏi vấn đề này. Tiêu Kỳ Nhi giật mình. Thẩm phù sư cái tên này đã bị chôn vùi sâu trong ký ức của nàng. Thậm chí nàng còn cho rằng đối phương có thể đã chết ở Vân Sơn Phường. Tuy nhiên, khi nghe lại, ký ức bụi bặm kia giống như chỉ mới là hôm qua. Cuối cùng dừng lại trên một bình hỏa linh tửu ở hậu viện. Nếu quay về, có cơ hội lựa chọn lại. Tiêu Kỳ Nhi phản phất một lần nữa ngồi ở hậu viện Tú Xuân Cát, đối mặt với câu hỏi của thẩm phù sư. Hít một hơi thật sâu. Nàng chậm rãi nói, kỳ nhi nguyện ý, có một số chuyện chỉ khi đã trải qua, trầm tĩnh suy nghĩ lại, mới có thể thấu hiểu được phần trân quý trong đó. Trần Xu Dung nở nụ cười. Chỉ là nụ cười này lại rất cượng gạo, rất phiền muộn. Muộn rồi. Thẩm phù sư đã trút cơ. Là ta khiến ngươi chậm trễ. Tới gần giữa tháng tư. Thanh Dương Thành có không ít tu sĩ cao giai đi lại thường xuyên, nhất là kim đan trúc cơ của Đan Hà Tông, hợp hoang tông, không ngừng lui tới chân bảo cát, muốn tranh thủ xin một lời mời tham gia. Trước kia chân bảo cát của Ngụy Quốc chỉ là một tổng cứ điểm mà thôi. So với tông môn 12 chư quốc cũng không có ưu thế quá lớn. Nhưng với sự xuất hiện của khách khanh đặc biệt, tình huống đã thay đổi rất nhiều. Biến hóa trực tiếp nhất chính là tài nguyên vật phẩm Bắc Nham chịu vực 3 tháng vận chuyển một lần nhiều hơn trước ba thành. Hơn nửa ba thành này phần lớn đều là kỳ trân trúc cơ, kim đan, còn những đan dược đặc biệt như tuyết chi hoàng, linh ngọc sâm cao cũng gia tăng không ít. chỉ riêng những thứ này thôi đã đủ cho các tông môn khác càng thêm coi trọng hợp tác với tổng cứ điểm của chân bảo cắt. phía sau sương phòng, khuôn mặt bành trưởng lão tràn ngập bất đắc dĩ. nếu thẩm khách khanh không muốn làm quá long trọng, hắn cũng chỉ có thể làm mặt sắc vô tình. bành trưởng lão, chấp sự và trưởng lão các tổng cứ điểm ở tấn quốc, việt quốc đều đã đến. hơn nữa cứ điểm bắt nham chiểu vực cũng phái người tới, đang ở ngõ thông tuyền gặp ô sơn sứ giả đại nhân. Hạ chấp sự đi vào vội vàng báo cáo. Sắc mặt bành trưởng lão khẽ biến, các vực khác thì sao, không có người tới chứ, còn có động bộ. Không có. May quá. Bành trưởng lão thầm thở vào nhẹ nhõm, nếu lại có người tới, vậy trúc cơ yến này phải tổ chức long trọng, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ khiến thẩm khách khanh không vui, Ngụy quốc thật vất vả mới xuất hiện một vị, hắn cũng không muốn chọc giận. Hạ chấp sự, còn ba ngày nữa. Mọi việc phải sắp xếp thỏa đáng. Còn nữa, thê thiếp của thẩm khách khanh có phàm nhân, điểm này phải chú ý, hắn nghiêm túc dặn dò. Hạ chấp sự gật đầu, bành trưởng lão, tiên diệu lâu bên kia đã trả lời, thải thường tiên tử sẽ muốn nguyệt hạ độc vũ hai lần, còn những kỹ nghệ khác cũng sẽ biểu diễn một lần, nhưng tiên diệu lâu hy vọng sau khi yến hội kết thúc, có thể tạo cơ hội cho thải thường tiên tử một mình gặp thẩm khách khanh. Bành trưởng lão nhấp linh trà, không khỏi cười nhạo. Tiên diệu lâu tốt xấu gì cũng là thế lực cấp vực. Bây giờ ngay cả thủ đoạn của hợp hoang tông cũng dùng. Nể mặt nguyệt hạ độc vũ, cho nàng thời gian nửa chén trà. Hai ngày trôi qua. Tiểu viện số 13 ngõ hội tuyền. Ánh hoàng hôn chiếu xuống nền tiểu viện thẩm bình chăm chú ngắm nhìn những đám mây hội tụ phía chân trời, đứng lặng thật lâu. một lát sau, từ phòng tắm đi ra từng thân ảnh xinh đẹp. Vu Yến mặc váy dài theo Ngọc Lục bảo màu tím, thắt lưng được buộc theo hoa tử lan, bên trái treo một túi thơm hình uyên ương, lộ mỏng màu hồng khoác trên vai, tóc mai búi cao, trâm bướm được gài hai bên trái phải, mắt ngọc trăng trắng, khóe mắt mơ hồ lộ ra tia quyến rũ nhàn nhạt. nàng chậm rãi tiến lên thi lễ, phu quân. Tiếp theo là vương vân. Váy cấm theo hình mây, ở bên phải thắt lưng được buộc đơn giản theo hoa như ý, mái tóc đen nhánh mềm mại như mây được cuộn lại thành vòng cung, đôi mắt dưới trán trơn bóng của nàng mang theo vẻ hưng phấn, đi nhanh đứng ở trước người thẩm bình. Thanh âm nhẹ nhàng xen lẫn vui sướng, phu quân. Bạch Ngọc dĩnh theo sát phía sau. Nàng mặc váy lụa hoa văn gấm tím, hai vai có giải lụa thả xuống bên hông, vành tay đeo ngọc châu nhỏ nhắn tròn trịa, mái tóc được trang trí đơn giản, đi lại mang theo nụ cười xinh đẹp ngậm xuân. Sau khi đi vòng quanh một vòng, nàng giống như làm nũng ôm cánh tay Thẩm Bình, phu quân, có đẹp không? Thẩm Bình mỉm cười gật đầu. Lạc Thanh là người cuối cùng đi ra khỏi phòng. Váy nàng theo gấm trắng, tóc được búi cao, tùy ý cài một chiếc trâm màu xanh biển, chậm rãi đi tới trước người Thẩm Bình, thanh âm trong trẻo vang lên, phu quân. Ánh mắt Thẩm Bình đảo qua, vỗ tay mà cười nói, "Không tệ, ngày mai chính là trúc cơ yến, các nàng mặc bộ đồ này đi đón khách cùng vi phu." Bạch Ngọc Dĩnh nhịn không được nói, "Phu quân, trong yến hội nghe nói còn có Kim Đan Tiền Bối, chúng ta tu vi thấp, ngồi cùng một chỗ với phu quân đã hơi thất lễ, nếu lại cùng nhau đón khách, có ảnh hưởng tới phu quân không?" Vương Vân liên tục gật đầu. Vu Yến và Lạc Thanh nhìn về phía Thẩm Bình. Bốn người các nàng tuy là thê thiếp đạo lữ, nhưng tu vi ngay cả trúc cơ cũng không có tham gia yến tiệc vốn đã không thích hợp thẩm bình ôn nhu cười nói đây là trúc cơ yến của vi phu nếu thiếu các nàng vậy thì còn có ý nghĩa gì nữa cám ơn phu quân các thê thiếp đồng thanh nói được rồi đều đi nghỉ ngơi đi yến tiệc ngày mai sợ rằng sẽ khá mệt nhọc đấy vương vân bạch ngọc dĩnh lạc thanh đều trở về phòng ngủ mà vu yến rơi ở phía sau phu quân. Trúc cơ yến không tầm thường. Một đạo hữu bên kia. Thẩm Bình vừa nghe. Trong đầu không khỏi hiện lên màu bạc lóng lánh kia, hắn trầm ngâm nói, ta sẽ gọi nàng. Hẻm bành thủy. Bên trong một căn phòng chật hẹp. Một cấm trở về từ cửa hàng, đơn giản rửa sạch một chút rồi ngồi xếp bằng ở bồ đoàn. Nàng duỗi thẳng eo, đường cong tròn trịa tựa như núi non nhấp nhô. Âm thanh xung quanh dường như hoàn toàn biến mất trong hơi thở chỉ còn lại mùi hương đặc biệt đôi mắt nhắm nghiền nàng dường như cảm nhận được sức mạnh hùng vĩ xoay quanh bốn phía từ các vị trí khác nhau dũng mãnh tiến về phía trước đột nhiên hơi thở hơi chật tăng nhanh bàn tay trắng nõn của một tấm dọc theo vải vóc tiến vào má nàng dâng lên một tầng đỏ ửng cho đến khi ánh sáng mờ dần tất cả những tạp niệm ban ngày đã biến mất cuộc sống không còn bị đàn áp đầy niềm vui của sự chờ đợi. Nhưng ngay khi nàng tập trung tinh thần chuẩn bị tỉnh tọa tu hành, truyền tấn phù bỗng chấn động. Lấy ra xem. Âm thanh quen thuộc vang lên. Tiểu viện số 13 ngõ hội tuyền. Đêm nay qua đây. Ngày mai tham gia trúc cơ yến của ta. Một cấm nghiêm túc nghe đi nghe lại hơn 10 lần. Xác nhận không phải do mình nghe nhầm. Nàng mới cẩn thận cất truyền tấn phù, sững sờ nhìn vách tường trong căn phòng chật hẹp. Khóe mắt lặng lẽ tích tụ nước mắt. Sau đó cuối cùng không nén được mà rớt xuống. Có một vài hạnh phúc, luôn vô tình gõ cửa đến. Ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng. Không ít tán tu bắt đầu một ngày bận rộn. Bọn họ hoặc là ra ngoài làm nhiệm vụ, hoặc tổ đội đi săn giết yêu thú, hoặc đi thăm dò di tích cổ. Mà đại trận cấm không của Thanh Dương Thành hôm nay được gỡ bỏ trong tiểu viện có từng thân ảnh đứng thẳng. Bùi hỏa vũ đi ra tỉnh thất, đôi mắt liếc nhìn đám người vu yến rồi đặt trên người thẩm bình. Thẩm bình chấp tay, tay áo khẽ vung lên, thanh âm hùng hậu mà hữu lực nói, đi thôi. Tiểu viện nơi khúc trưởng quỷ ở, hắn đứng nhìn ở cửa sân chờ đợi ánh mặt trời ló dạng. Đạo lữ cẩn thận sửa sang lại trường bào cho khúc trưởng quỷ. Hôm nay đi qua đó sớm một chút. Lỡ đến sau trúc cơ tiền bối và kim đan chân nhân, vậy cũng quá vô lễ rồi trong yến tiệc nhớ không nên quá chén quan hệ giữa ngươi và thẩm phù sư mặc dù không tệ nhưng phải giữ kẻ nghe đạo lữ không ngừng dặn dò cúc trưởng quỷ cười nói ta hiểu cùng lúc đó ngọn núi cách thanh dương hồ không xa có mấy tòa linh mạch động phủ sùng tật cũng nhìn bầu trời dần dần sáng lên đại đệ tử làm bạn bên người kiên nhẫn chờ đợi chỉ là trên mặt hắn khó nén vẻ lo lắng sư tôn chân nhân tiền bối có bao nhiêu vi sư không biết vị trí chúng ta ngồi có thể nhìn thấy thẩm phụ sư hay không vi sư không biết trúc cơ hẳn sẽ được sắp xếp ngồi cùng một bàn chứ vi sư không biết đại đệ tử càng thêm thấp thỏm hắn nhịn không được nói sư sư tôn hay là đệ tử đệ tử vẫn không nên đi thì hơn sùng tật tác hắn một cái. Vi sư còn chưa nói, đến phi ngươi mở miệng rồi. Đại đệ tử cười gượng nói, sư tôn ngươi có phải cũng đang lo lắng đúng không? Một chút chuyện nhỏ mà thôi. Vi sư sao có thể không có tiền đồ giống ngươi được? Sư tôn lợi hại. Thời gian trôi qua từng chút một. Thanh dương hồ. Thuyền pháp bảo như một ngọn đồi nằm ở đông hồ. Bên trong lầu cát. Bàn ngọc được sắp xếp gọn gàng mà trên mỗi bàn ngọc đều đặt một bình linh tửu cùng linh quả trân bánh. Tranh sơn thủy được điêu khắc bốn phía đang tản ra từng trận linh lực. Thẩm Bình mang theo thê thiếp đứng ở trên bông thuyền chờ đợi từ lâu, mà bùi hỏa vũ thì tùy ý ngồi ở trước bàn ngọc nhắm mắt dưỡng thần. Không bao lâu, từ chân trời không ngừng xuất hiện những tia sáng. Ánh bình minh xuyên qua tầng mây rơi trên bầu trời thanh dương thành. Gần như ngay lập tức, từng tia độn quang từ những vị trí khác nhau xông thẳng lên, lần lượt dọc theo giữa không trung thanh dương hồ nhanh chóng chạy tới, rất nhanh đã thấy được khí tức bàn bạc phát ra từ pháp bảo thuyền của chân bảo cát. Ánh sáng tiêu tán. Khúc trưởng quỷ lấy lại tinh thần, còn chưa cất bước, đã nhìn thấy bên cạnh có mấy tia độ quan hạ xuống, chính là đinh trưởng quỷ, còn có la, Nguyễn Khách Khanh. Lão đinh, ngươi tới nhanh đấy. Khúc trưởng quỷ cười nói. Đinh trưởng quỷ hồng quang đầy mặt, có thể tham gia trúc cơ yến của thẩm phù sư, vô cùng vinh hạnh, đương nhiên phải đến sớm một chút rồi. Mấy người hàng huyên hai ba câu. Thấy Thẩm Bình cùng nhóm thê thiếp đi tới trước mặt, nhao nhao chắp tay. Chúc mừng Thẩm Phụ Sư trúc cơ thành công. Thẩm Bình tươi cười vội vàng đưa tay làm một động tác mời, khúc đạo hữu, đinh đạo hữu. Vào đi. Bước vào thuyền. Đám người đinh trưởng quỷ lần lượt sáng mắt. Dù bày mấy trăm cái bàn ngọc cũng không có cảm giác chật chội, hơn nữa ở giữa bàn ngọc còn có đài tròn rộng lớn, có lẽ là nơi để ca múa. Không hổ là pháp bảo. La khách khanh cảm khái một tiếng. Mà ánh mắt của khúc trưởng quỷ cùng đinh trưởng quỷ nhìn lướt qua, rơi vào trên người bùi hỏa vũ đang nhắm mắt dưỡng thần ở phía trên, rồi đi xuống nhìn tấm bản ghi chú trước bàn ngọc. Kim đang chân nhân từ tổng bộ đến. Khúc trưởng quỷ truyền âm. Cả người đinh trưởng quỷ chấn động, không dám nhìn nữa, lập tức đi theo la, Nguyễn Tam đẳng khách khanh đến ngồi tại bàn ngọc thuộc về mình. Theo thời gian trôi đi, Sùng Tật và đại đệ tử cùng với vài vị khách khanh Tam đẳng tổng cứ điểm của chân bảo các nhau nhau đến ngồi xuống, nhìn thấy chỉ có đám người khúc trưởng quỷ, hai bên chắp tay làm lễ với nhau, rồi thở vào nhẹ nhõm. Trần Xu Dung đi vào lâu thuyền. Đôi mắt đảo qua. Yên lặng đi tới trước bàn ngọc của mình ngồi xuống xếp bằng. Thấy đinh trưởng quỷ cười nhìn qua trần xu dung vội vàng chắp tay tuy xung quanh có trận pháp đặc thù có thể triệt tiêu linh áp của trúc cơ nhưng nàng vẫn mơ hồ cảm nhận được mấy vị đạo hữu ngồi bên người có tiền bối trúc cơ trung kỳ ánh mắt lại nhìn về phía mấy bàn ngọc trống rỗng kia trái tim nàng đập mạnh nhớ lại khi mình trúc cơ cũng chỉ có hồng đạo hữu cùng hai ba vị trúc cơ trung kỳ đến chúc mừng mà bây giờ trúc cơ yến của thẩm phù sư mới bắt đầu đã có hai vị trúc cơ trung kỳ ngồi xuống những cảnh tượng như vậy nếu đặt ở trước đây thật khó có thể tưởng tượng được. Khi nàng đang vị vây trong mớ cảm xúc hỗn tạp, trên thuyền lại có một thân ảnh đi vào. Ào ào. Trần Xu Dung còn chưa lấy lại tinh thần, liền nhìn thấy mấy vị tu sĩ trúc cơ bên người đồng loạt đứng lên. Nàng sửng sốt một chút rồi chuyển ánh mắt. Chỉ thấy trên người vừa tới như có như không tản ra một tia pháp lực cường đại, rất nhanh đã bị trận pháp bên trong thuyền triệt tiêu. Kim đang chân nhân đôi mắt nàng mở to kịp phản ứng vội vàng nhanh chóng đứng lên không người mà vị tu sĩ kim đan này vừa mới mỉm cười đáp lại sắc mặt liền khẽ biến không người hành lễ với vị nữ tử ngồi ở phía trước kia sau khi ngồi xuống một lần nữa lúc này trần xu dung mới nhìn về phía nữ tử mặt giáp nhẹ trong lòng nhấc lên sóng lớn kim đan hành lễ đây là sự tồn tại như thế nào và tiếp theo theo từng vị tu sĩ tiến vào. Trần Xu Dung đứng dậy hết lần này đến lần khác. Biểu hiện của nàng từ rung động đến dần dần bình tĩnh. Thẳng đến khi gần 8 phần bàn ngọc trong thuyền ngồi đầy người. Nàng đã hoàn toàn chết lặng. Gần bàn ngọc. Thân thể địch mân nghiệp cứng đờ không dám nhúc nhích chút nào, hô hấp cũng cố gắng đè nén, ngồi ở cạnh hắn đều là trúc cơ hậu kỳ, mà trong phạm vi ánh mắt, kim đan, kim đan vẫn là kim đan, lần đầu tiên hắn gặp được nhiều kim đan chân nhân như vậy căng thẳng ánh mắt của địch mân nghiệp liếc nhìn về phía sùng tập sư tôn ngồi xếp bằng không nhúc nhích có vẻ còn lo lắng hơn cả hắn hắn lập tức vui vẻ thầm nghĩ thì ra sư tôn cũng chưa từng thấy qua cảnh này gần trưa bàn ngọc trong thuyền gần như đã đầy ngay khi trần xu dung cùng các tu sĩ như sùng tật cho rằng cuối cùng cũng không cần đứng lên bên ngoài bỗng có vài thân ảnh đi vào bước ở phía trước là một vị mặt trường bào xanh, khuôn mặt không giận tự uy, quanh thân tản mát ra pháp lực bàn bạc. Chỉ mỗi ánh mắt đã làm cho người ta cực kỳ áp lực. Mấy vị phía sau tuy hơi kém, nhưng pháp lực của mỗi một vị đều cực kỳ mạnh mẽ. Gần như ngay lập tức. Trước bàn ngọc vô luận là trúc cơ hậu kỳ, hay kim đan chân nhân đều đồng loạt đứng dậy cung kính hành lễ. Nguyên Anh Nguyên Anh Thân thể Trần Xu Dung khẽ rung động biểu tình chết lặng của nàng lại lộ ra hoảng sợ. Tiệt trúc cơ. Thậm chí ngay cả tu sĩ Nguyên Anh cũng tự mình tham gia. Chỉ mới vài năm ngăn ngủi không gặp. Không ngờ thẩm phù sư đã đạt tới tình trạng khó có thể nhìn lên như vậy. Thật không thể tin được. Địch mân nghiệp nhìn mấy thân ảnh đi qua, đôi mắt liếc qua chạm mắt với sư tôn nhà mình, trong lòng cả hai đều cảm khái vạn phần, đây là khách khanh đặc biệt của chân bảo cát. Mấy thân ảnh Nguyên Anh ngồi xuống. Toàn bộ lầu cắt im lặng. Lúc này, Thẩm Bình mỉm cười bước vào lâu thuyền. Phía sau là các thê thiếp đạo Lữ Vu Yến, Vương Vân, Bạch Ngọc Dĩnh, Lạc Thanh, một cấm đi theo. Sau khi ngồi xuống, thân thể các thê thiếp đều căng thẳng. Tất cả ánh mắt đều hội tụ trên người Thẩm Bình. Các nàng không dám nhìn tu sĩ khác. Bất kỳ một người thấp nhất nào ở đây đều là trúc cơ nếu không có phu quân chân bọn họ đã mềm nhũng từ lâu mà thẩm bình nhìn từng vị tu sĩ trước mắt hắn nâng chén rượu lên đầu tiên đứng dậy không người hành lễ với ô sơn tiền bối sau đó lại không người về phía tất cả tu sĩ chư vị đạo hữu tiền bối có thể đến tham gia trúc cơ yến của thẩm mỗ tại hạ vô cùng vinh hạnh một chén linh tửu này cảm tạ chư vị nói xong hắn ngửa đầu uống một hơi cạn sạch các thê thiếp phía sau cũng đều đứng dậy không người hành lễ với tất cả tu sĩ. Lễ mời rượu xong. Liền có thành viên chân bảo các bưng các loại đồ ăn ngon lần lượt đi tới. Bành trưởng lão đứng dậy cười nói, chư vị, hôm nay là yến tiệc của thẩm phù sư, khách khanh đặc biệt của bảo các ta, mọi người không cần câu lễ, linh tử mỹ thực này, thoải mái thưởng thức. Nói xong. Hắn vung ống tay áo lên. Lập tức, Ánh sáng trên đài tròn ở giữa bàn ngọc nổi lên. Những điệu múa trong dàn nhạc trên dần dần quanh quẩn. Mà tranh sơn thủy được điêu khắc xung quanh lại càng hiện ra từng cảnh sắc duyên dáng dễ chịu, còn rung động hơn cả tiểu yến mà sùng tật tổ chức. Cùng với từng cảnh đẹp múa nhạc hiện ra, bầu không khí bên trong lâu thuyền trở nên thoải mái hơn, không ít tu sĩ giữa hai bên nói chuyện với nhau, có tu sĩ còn kính rượu lẫn nhau, thuận tiện thưởng thức cảnh đẹp khi từng vị nữ tu có danh tiếng không nhỏ của tiên diệu lâu nối đuôi nhau đi ra. Bầu không khí càng thêm thoải mái náo nhiệt. Khúc trưởng quỷ, đinh trưởng quỷ cùng các khách khanh khác cũng thừa dịp cơ hội này, lần lượt mời rượu thẩm bình. Các thê thiếp thấy vậy cũng rất tự hào. Bên ngoài lâu các Động quan hạ xuống. Thải thường tiên tử bước ra, nhìn thấy hạ chấp sự hành lễ nói, thải thường gặp qua hạ tiền bối. Hạ chấp sự thản nhiên nói, Nguyệt hạ độc vũ của Thải Thường Tiên tử nổi tiếng thanh dương, lần này phải thể hiện thật tốt, đợi yến hội kết thúc, ngươi có thể ở cùng Thẩm Khách Khanh thời gian một chén trà. Nói đến đây, hắn nhắc nhở, Thẩm Khách Khanh thân phận tôn quý, chớ có làm ra hành động không an phận. Thải Thường Tiên tử vội nói, hạ tiền bối yên tâm, Thải Thường chỉ muốn kết giao với Thẩm Khách Khanh mà thôi. Hy vọng là như thế. Được rồi, đi vào chờ đi hạ chấp sự mang theo thải thường tiên tử từ hành lang bên cạnh thuyền lâu đi tới xương phòng sau đó rời đi thải thường tiên tử ngồi trên ghế hai tay nắm góc váy cũng không biết vị thẩm khách khanh này rốt cuộc là nhân vật bậc nào trong lòng nàng rất chờ mong trước khi đến đây lâu chủ tiên diệu lâu đã dặn đi dặn lại nhiều lần phải nắm chắc cơ hội này miễn là có thể thành công sau này tiên diệu lâu sẽ dốc sức bồi dưỡng nàng Bên tai Thải Thường Tiên Tử không khỏi vang lên những lời cuối cùng của lâu chủ Tiên Diệu lâu, Thải Nguyệt kia chỉ là đạo lữ của một đời tông chủ Kim Dương tông Ngụy quốc, mà Kim Dương tông mặc dù hô phong hoáng vũ ở Ngụy quốc, nhưng đặt ở Bắc Nam tiểu vực cũng chỉ là một tiên đạo tông môn không đáng kể mà thôi. Tiên Diệu lâu ta ở Bắc Nam tứ vực coi như có chút thực lực, nhưng đặt ở Hỏa Thiềm động bộ lại nhỏ bé như đom đóm, nhưng khách khanh đặc biệt của chân bảo các lại có thể đi tới trung tâm của năm châu bốn biển, Trung Thánh châu mà nơi đó mới là thánh địa của người tu hành chúng ta. Cho nên bây giờ ngươi biết cơ hội này trân quý đến mức nào rồi đấy. Suy nghĩ đến đây. Thải thường tiên tử hít vào một hơi thật sâu. Thời gian một chén trà. Ta nhất định có thể kết giao với thẩm khách khanh. Thời gian trôi qua từng chút một. Bên trong sương phòng. Thanh âm hạ chấp sự truyền ra, thải thường tiên tử, chuẩn bị sẵn sàng. Hít vào vài hơi ổn định tinh thần cửa bên sương phòng bất ngờ mở ra. Từng tầng hào quang nương theo gợn sóng trên mặt hồ mà cuốn ra. Tư thế uyển chuyển của thải thường tiên tử đạp sóng nước chậm rãi hiện lên trong ánh sáng, nàng trang điểm nhẹ, đôi chân ngọc trắng nõn thon dài xoay vòng, giải lụa đầy màu sắc phiêu phù đón gió, một bài độc hạ nguyệt vũ này nàng đã khắc khắc sâu trong máu, dù có nhắm mắt cũng có thể biểu diễn ra. Và mỗi lần nhảy múa, nàng lại đắm chìm trong đó. Lần này còn hơn thế nữa, cơ hội không thể bỏ qua. Được những suy nghĩ thúc đẩy mạnh mẽ. Độc hạ nguyệt vũ của thải thường tiên tử lại càng thêm tự nhiên, phản phất như hoàn toàn dung hợp cùng với sóng nước dưới ánh trăng. Đẹp! Đây mới là nguyệt hạ độc vũ. Khó có thể được gặp một lần. Tiếng khen ngợi liên tiếp vang lên. Thẩm Bình nhìn thân ảnh viễn chuyển xinh đẹp như tiên nữ trên trời kia, trong đôi mắt lộ ra một tia kinh ngạc, lần trước thưởng thức, điệu múa của thải thường tiên tử còn chưa được tự nhiên như vậy không ngờ lần này lại có tiến bộ lớn như thế hắn nhìn với ánh mắt thưởng thức nhưng ánh mắt liếc đến bùi hỏa vũ vẫn nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh hắn không khỏi âm thầm lắc đầu cuộc sống của bùi chân nhân xem ra thiếu mất niềm vui sau màn nguyệt hạ độc vũ bầu không khí tiệc tùng trong thuyền lâu càng trở nên náo nhiệt hơn các tu sĩ kim đan cũng đều thoải mái nói chuyện với nhau có người lại mượn cơ hội kết giao với thẩm bình, ví dụ như chữ chân nhân của hợp hoang tông, cùng với nhạc chân nhân đang hà tông, hai vị kim đan hậu kỳ này là tu sĩ phụ trách trưởng quản thanh dương thành. Ban đầu trong danh sách khách mời còn có tu sĩ kim đan của hai đại tông môn khác, nhưng cuối cùng đều bị thẩm bình gạch đi, chỉ còn lại hai người bọn họ. Thẩm khách khanh Đây là một bài thân phận tiểu viện chữ giáp số 8 ngõ thông tuyền. Còn nữa, tiểu viện số 18 ngõ hội tuyền hiện giờ ngươi ở, về sau cũng không cần phải nộp phí thuê nhà nữa. Hai tòa tiểu viện này là lễ trúc cơ mà hợp hoang tông và đan hà tông đưa cho ngài, mong thẩm khách khanh có thể nhận lấy. Thẩm Bình cười nói, đa tạ hai vị tiền bối. Thanh Dương Thành vốn thuộc về Kim Dương Tông, các kiến trúc như nhà cửa, tiểu viện tại các ngõ hẻm trong thành đều là Kim Dương Tông lục tục kiến tạo mà thành, nhưng bây giờ lại trở thành tài nguyên của hợp hoang tông cùng đan hà tông điều này làm cho hắn cũng phải thầm than thực lực mới là gốc rễ hoàng hôn trúc cơ yến hoành tráng sau màn nguyệt hạ độc vũ thứ hai của thải thường tiên tử rốt cục chậm rãi hạ màn không ít tu sĩ lần nữa chúc mừng thẩm bình sau đó lần lượt rời đi bàn ngọc dần dần trở nên trống trải lúc nhóm kim đang chân nhân rời đi khách khanh trúc cơ hậu kỳ chân bảo các không sốt ruột rời đi mà là tiến lên nói thêm vài câu cùng thẩm bình sau đó mới nhao nhao rời khỏi. Cuối cùng là sùng tật cùng đại đệ tử địch mân nghiệp đi tới. Thẩm Bình chắp tay nói, sùng tiền bối, địch đạo hữu, tại hạ tiếp đãi có chỗ không được chu đáo, xin hãy thứ lỗi, chén rượu này xem như tại hạ bồi tội. Sùng tật vội vàng ngăn lại nói, thẩm phụ sư nói quá, ta và đồ nhi có thể đến tham gia trúc cơ yến đã vô cùng vinh hạnh, há còn dám chê trách gì. Hắn nở nụ cười, Đương nhiên nếu thẩm phù sư chưa uống đã, ngày khác ta mở tiệc thưởng tửu ở linh mạch động phủ của ta, không biết thẩm phù sư có thể giá lâm hàng xá hay không? Thẩm Bình không chút do dự liền thẳng thắn nói, sùng tiền bối mời, tại hạ đương nhiên phải đi. Sùng tật cười ha ha. Được. Vậy ngày khác lại nói. Hắn mang theo địch mân nghiệp rất nhanh rời đi. Khúc trưởng quỷ cùng đinh trưởng quỷ đứng ở bên cạnh, thấy sùng tật mời hẹn thành công, hai người đều lộ ra ý cười thẩm đạo hữu xem ra ta và đám người la khách khanh có lẽ sẽ ở thanh dương thành một đoạn thời gian đinh trưởng quỷ tiến lên nói thẩm bình không khỏi trêu ghẹo một câu là do đinh đạo hữu muốn nếm thử linh tửu chớ có giả vờ mặt già của đinh trưởng quỷ đỏ lên chính trực nói lần sau tất nhiên sẽ không tán gẫu vài câu về vân sơn phường thẩm bình tự mình tiễn bọn khúc trưởng quỷ đi nhìn độn quan dần dần biến mất. Hắn thở vào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Các thê thiếp cũng đều mềm nhũng tiến lên ôm lấy cánh tay thẩm bình, thở hỗn hển. Họ có thể kiên trì cho đến bây giờ, thực sự không dễ dàng gì. Quay lại thuyền. Hạ chấp sự đi tới. Hải thường tiên tử muốn gặp mặt ngươi một lần. Chỉ cần thời gian một chén trà. Thẩm khách khanh có muốn gặp hay không? Thẩm bình ngẩn ra trước mắt hiện lên dáng người uyển chuyển của thải thường tiên tử, nhưng đến cuối cùng lại biến thành một màn gặp mặt lần thứ hai trên con đường vân vụ sam ở ngõ hội tuyền. Hắn thản nhiên cười nói, không cần. Bên trong sương phòng, thải thường tiên tử dáng người yểu điệu yên lặng chờ đợi. Khóe môi nàng mang theo ý cười nhàn nhạt. Hai lần nhảy nguyệt hạ độc vũ. Trạng thái tuyệt vời. Tin tưởng vị khách khanh đặc biệt kia sẽ rất hài lòng miễn là có thể ở một mình nàng chỉ cần hơi thể hiện vũ nghệ đặc biệt của mình là đủ để làm quen với đối phương mấy chục năm chuẩn bị chính là vì giờ khắc này trung thánh châu thải thường ta nhất định có thể đi đến tài nguyên tu hành của ngụy quốc bình thường phần lớn cực hạn của các tu sĩ chính là nguyên anh cấp hơn nửa nguyên anh còn rất bình thường như trưởng lão nguyên anh của đan hà tông đối mặt với một chiêu thần thông của kim dương lão tổ lập tức bỏ mạng tại chỗ không có chút lực chống cự nào thải thường tiên tử có kiến thức lịch duyệt hơn xa trúc cơ bình thường nàng biết rõ chỉ có đi giới tu hành rộng lớn phú phú hơn tương lai mới có thể trưởng thành cao hơn đang suy nghĩ tiếng bước chân càng lúc càng gần khi cửa phòng mở ra thải thường tiên tử bất ngờ đứng dậy vội vàng cung kính hành lễ nói hạ tiền bối Hạ chấp sự lạnh nhạt nói, thẩm khách khanh không gặp, ngươi có thể đi. Lời vừa dứt. Thải thường tiên tử đứng đờ tại chỗ. Làm sao có thể? Điệu múa của nàng đứng đầu tiên diệu lâu. Dung nhan cũng thuộc hàng thượng hạng tại đây. Thanh Dương Thành thậm chí là ngụy quốc không biết bao nhiêu tu sĩ muốn ở chung cùng một phòng với nàng mà không được. Hạ, hạ tiền bối, có thể lần nữa hay không? Lấy lại tinh thần. Thải thường tiên tử vừa mới mở miệng. Hạ chấp sự đã phất tay áo nói, thải thường tiên tử nghe không hiểu lời ta mới nói sao. Sắc mặt thải thường trắng bệch, Quấy rầy tiền bối. Tiểu nữ tử xin phép rời đi. Nàng cắn môi đầy không cam lòng đi ra ngoài. Bên ngoài trời ảm đạm không có ánh sáng. Tất cả ấm ức của nàng hóa thành mảnh vụn, chỉ còn lại một ý niệm trong đầu, vì sao? Ngõ hội tuyền trở lại sơn. Các thê thiếp chợt cảm thấy từng trận mệt mỏi ập tới. Lâu thuyền mặc dù có trận pháp triệt tiêu linh áp của tu sĩ cao giai, có thể thoải mái đi lại. Nhưng đối mặt với đông đảo trúc cơ kết đan, thậm chí là cường giả nguyên anh, tinh thần của họ rất căng thẳng. Áp lực tâm lý cực lớn, sợ một chút sai lầm sẽ tạo thành ảnh hưởng đến phu quân. Bây giờ trở về phòng ngủ ấm áp, sau khi được thư giãn, các nàng cũng không thể chống đỡ được nữa. Thê tử vương vân còn mềm nhũng ngã xuống giường, rất nhanh đã tiến vào trong mộng. Bạch Ngọc Dĩnh cố gắng chống đỡ nói, phu quân, Dĩnh Nhi muốn nghỉ ngơi trước. Lạc Thanh ngồi xếp bằng trên giường, hai tròng mắt nhắm nghiền. Ngược lại, vu yến luyện khí tầng 8 còn có chút tinh thần. Chỉ là nàng cười tủm tỉm nói, phu quân, một đạo hữu hiếm khi có thể đến một chuyến, đêm nay phòng thiếp thân sẽ để lại cho các ngươi. Nói xong Vu Yến đi về phía tỉnh thất. Một tấm cúi đầu, ngón tay trắng nõn nắm chặt góc váy. Nàng rất mệt mỏi, nhưng cả người vẫn ở trong trạng thái cực kỳ hưng phấn. Một màn trúc cơ yến này, nàng không ngờ rằng mình may mắn được tham gia. Tại thời khắc đi về phía trước bàn ngọc, từng ánh mắt của trúc cơ kim đang tập trung về phía nàng. Nàng sẽ không bao giờ quên. Thẩm Bình lại không cảm thấy mệt mỏi sau khi cảm giác căng thẳng trong lòng hoàn toàn tiêu tán, hiện tại hắn chỉ muốn tiến hành trao đổi đạo Pháp một phen. Đi vào phòng. Hắn thì thầm. Hai người đi vào sương phòng. Một cấm nhìn đôi mắt rực lửa của thẩm bình. Hơi thở của nàng cũng trầm xuống. Cả người nhịn không được trung lên. Dường như có một luồng mát mẻ thấu tâm từ chân sông thẳng lên. Thẩm phù sư. Cám ơn. Giọng nói của nàng đầy đè nén thẩm bình mạnh mẽ tiến lên một bước, hơi thở nóng hổi đập vào mặt, một đạo hữu, muốn cảm ơn ta như thế nào. Trong khi nói chuyện, ánh mắt hắn tùy ý xẹt qua đường cong dưới cổ áo một cấm, tự hồ chất vải trở nên trong suốt, dưa hấu bên trong phập phòng không ngừng. Một cấm hít sâu hương vị trong hơi nóng. Cổ hưng phấn kia phản phất muốn thiêu đốt toàn bộ thân thể nàng. Đôi chân của nàng vô thức căng chặt. Đường môi khẽ run rẩy phát ra một tiếng yếu ớt, tiểu nữ tử muốn, muốn dùng trái tim mình để cảm tạ thẩm phù sư. Trái tim có tâm thất tâm nhĩ. Không biết một đạo hữu nói là chỗ nào. Lời nói vừa dứt. Đường công trước váy theo hình mây của một cấm nhanh chóng căng ra. Một cấm nhìn thẳng vào đôi mắt ở đối diện, rốt cuộc không thể áp chế được mà nói là tâm nhĩ. Bây giờ tiểu nữ tử muốn sinh hoạt sung túc hơn, hy vọng thẩm phù sư có thể thỏa mãn. Rệt, váy áo bị rách toạc. Thẩm Bình cuối lưng nghiềm ngựa. Nước hồ bỗng nhiên trào ra. Một tấm bỗng cảm thấy tâm nhĩ rung lên. Nàng nhắm mắt lại. Giống như nhảy lên tầng mây, từ xa nhìn lại, tựa như có cục trụ phóng lên đâm thủng bầu trời. Trong tỉnh thất, em kiếp hỏa vũ ngồi xếp bằng nhìn về phía đèn thủy tinh chiếu rọi sương phòng, khuôn mặt quay hùng hiên ngang lộ ra cảm giác không biết nói gì, vừa mới qua trúc cơ yến của mình, buổi tối trở về đã bắt đầu lăn lộn, thật sự ngày đêm không ngừng, cần cù như thế nếu dùng vào nghiên cứu kinh thư, 15 năm sau tất nhiên có thể tiến thêm một bước, trầm mê hoang lạc thế tục. Cuối cùng sẽ chậm trễ ở đây. Bùi hỏa vũ lắc đầu. Nàng chỉ là người hộ đạo, mấy lần nhắc nhở đã vô cùng nghĩa khí rồi. Ngày hôm sau. Đầu giờ thìn. Một bàn thức ăn trong phòng lớn. Sau một đêm làm việc chăm chỉ. Thần thái thẩm bình sáng láng. Ra khỏi sương phòng. Hắn ngồi xuống nhìn các thê thiếp ôm nhu cười nói, tối hôm qua nghỉ ngơi thế nào? Bạch Ngọc Dĩnh xinh đẹp nói, rất thoải mái, nhưng mà không có hơi của phu quân. Thẩm Bình Nghiêm chỉnh nói, Dĩnh nhi yên tâm, buổi tối thay đổi hoàn cảnh, vi phu sẽ chăm sóc nàng. Bạch Ngọc Dĩnh vừa nghe, chiếc lưỡi đinh hương theo bản năng chạm vào khóe môi. Nhưng rất nhanh ánh mắt nàng sáng lên, phu quân, hôm nay chúng ta sẽ dọn ra khỏi nơi này. Vu Yến vương vân, lạc thanh đều nhìn qua. Các nàng biết sau trúc cơ yến, phu quân sẽ rời khỏi ngõ hội tuyền, chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy. Nếu Dĩnh Nhi không nở rời xa nơi này, có thể ở lại nha. Tòa tiểu viện này cũng có thể ở thẩm bình cười treo gẹo. Bạch Ngọc Dĩnh vội vàng lắc lắc đầu, phu quân, Dĩnh Nhi mặc dù không nở xa nơi này, nhưng lại càng luyến tiếc phu quân. Thẩm Bình cười ha ha, đưa tay ôm Bạch Ngọc Dĩnh vào trong ngực, nắm lấy khuôn mặt nàng nói, là luyến tiếc bàn cháo linh này thì có. Trong phòng lớn rất nhanh truyền ra từng tiếng cười nói vui vẻ. Giờ ngọ. Một tấm đứng dậy khỏi giường. Nàng yên lặng thay một bộ váy màu trắng theo hoa văn xanh biếc. Chỉ cần đi một vài bước, hai hàng mi của nàng không nhịn được mà nhíu lại. Nghĩ đến thực lực trúc cơ cường đại tối hôm qua của thẩm phù sư. Đấy lòng nàng không khỏi sinh ra một tia lo lắng luyện khí hậu kỳ vẫn quá yếu. Nếu không cách nào cùng thẩm phù sư trao đổi. Vậy nàng có mặt mũi gì đi theo phía sau? Một đạo hữu tỉnh rồi. Vu Yến đi vào. Một cấm vội nói, cảm ơn tiền bối. Không cần khách khí. Mặc kệ như thế nào, một đạo hữu đều là người của phu quân. Ta tới đây là muốn nói chuyện với ngươi. Vu Yến cười nói, đầu giờ thân, phu quân sẽ rời khỏi tòa tiểu viện này, đi tới ngõ thông tuyền một đạo hữu có muốn cùng đi hay không một cấm liên tục xua tay vu tiền bối tiểu nữ tử không dám hy vọng xa vời làm bạn bên cạnh thẩm phù sư chỉ cầu lâu lâu có một buổi chiều là được vu yến nhìn một cấm thấy thái độ nàng chân thành nụ cười cũng tự nhiên hơn vài phần nói cũng được nếu đã thế thì ta cũng không khuyên nữa phu quân nói nếu ngươi không muốn đi theo về sau cứ ở đây đi di chuyển đến tòa tiểu viện này cũng thuận tiện hơn một tấm ngây ngẩn cả người. Đây chính là tiểu viện trong ngõ hội Tuyền. Trúc Cơ Sơ Kỳ bình thường cũng không dám ở chỗ này. Một đạo hữu. Sự lợi hại của phu quân ngươi nên biết. Ở trong ngõ hội Tuyền, tốc độ tu hành sẽ nhanh hơn không ít. Cứ an tâm ở đây đi. Vu Yến nói xong liền vung tay lên. Phóng thích linh lực. Vật phẩm trong sương phòng lần lượt được cất vào trong túi trữ vật. Sau đó nàng xoay người rời đi. Ngõ Thông Tuyền nằm ở khu vực trung tâm của linh mạch cấp 3. Nơi này quanh năm có linh vụ bao phủ. Xung quanh ngõ nhỏ còn bố trí một bộ trận pháp. Nếu không có thân phận một bài, căn bản không thể vào được. Nhưng chỉ cần lưu lại khí tức trên thân phận một bài là có thể thoải mái ra vào. Giờ thân. Thẩm Bình mang theo thê thiếp cùng Bùi Hỏa Vũ đi tới Ngõ Thông Tuyền. Hai bên không có vân vụ sam nhưng lại có hai gốc linh trân, trải qua nhiều năm hấp thu linh khí dồi dào dưới đáy thanh dương hồ. Ào ào! Lấy ra thân phận một bài. Trận pháp bỗng nhiên lóe ra ánh sáng, bao phủ bùi hỏa vũ, và cả thẩm bình cùng các thê thiếp. Chẳng bao lâu. Thẩm bình liền cảm thấy ác bách trên người chợt rút đi. Bước thêm một bước. Không còn chút trói buộc nào. Quanh. Tiến vào khu vực linh vụ. Linh khí bàn bạc bốn phương tám hướng xông tới làm tinh thần các thê thiếp chấn động. Vu Yến Bạch Ngọc Dĩnh cũng nhịn không được nhắm mắt từ từ cảm thụ. Thẩm Bình lại thầm nghĩ, loại nồng độ linh khí này so với chỗ khảo hạch khách khanh đặc biệt vẫn kém hơn rất nhiều. Một lát sau, tiểu viện chữ giáp số 8 gần ngay trước mắt, còn chưa đi tới cửa. Tiểu viện số 7 cách đó không xa đã có người đẩy cửa ra chỉ thấy thu chân nhân mặc váy dài màu nâu tím mỉm cười đảo tới. Thẩm khách khanh. Chúc mừng dời đến chỗ tốt. Hôm nay không quấy rầy nữa, ngày khác ta sẽ tới cửa bái phỏng. Thu chân nhân hơi không người về phía bùi hỏa vũ, rồi để lại cho thẩm bình một bóng lưng yểu điệu. Mà bùi hỏa vũ ghé mắt nhìn về phía thẩm bình. Đôi mắt di chuyển xuống phía dưới. thản nhiên nói, tu sĩ kim đan ngụy quốc này không tệ, chỉ là không biết thẩm đạo hữu có nắm chặt được không đây thẩm bình ho khan vài tiếng liền nói bùi tiền bối nói đùa tại hạ há dám đi thử nông sâu của kim đan hai gò má thê thiếp lần lượt đỏ lên bùi hỏa vũ hừ một tiếng đi thôi bóng lưng giáp nhẹ của nàng dưới mái tóc đen nhánh phiêu động có thêm vài phần mị lực thẩm bình vội vàng đuổi theo ánh mắt lơ đãng liếc qua đường cong cao ngất kia sau đó nhanh chóng nhìn về phía khác bước vào tiểu viện bùi hỏa vũ trực tiếp đi vào tỉnh thất thẩm bình nghiêm túc kiểm tra một lần phòng ngủ trong tiểu viện ngõ thông tuyền này thực sự rộng rãi còn có hai gian sương phòng đông tây cùng với sảnh đường được trang trí thanh nhã mà hai bên trái phải tiểu viện phân biệt là linh trì tỉnh thất phòng luyện đan phòng tắm cùng với hai gian tỉnh thất bình thường nhìn chung cũng không khác ngõ hội tuyền là mấy ngoại trừ phạm vi sân rộng hơn rất nhiều có vườn hoa, dược điền, chuồng linh thú. Nhìn qua nghiễm nhiên là linh mạch động phủ cỡ nhỏ. Đầu tiên, Thẩm Bình đi linh trì tỉnh thất tỉnh tọa tu luyện. Cho dù là tu vi trúc cơ tầng 2 của hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được linh lực gia tăng, vả lại nhanh chóng chuyển hóa thành một tia pháp lực tinh thuần. Sau khi kết thúc cũng đã trôi qua một ngày. Hắn không khỏi lắc đầu. Trúc cơ tu hành rất khó ngày đêm cần cù giống luyện khí, có đôi khi vận chuyển một vòng lớn, bên ngoài đã trôi qua nửa tháng. Kim một cực phẩm linh căn của hắn dù hiệu suất hấp thụ rất cao, nhưng nếu thật sự muốn hoàn toàn đắm chìm tu hành, cũng cần mấy ngày. Thu liễm tâm tư. Đứng dậy mở giao diện ảo. Từ khi trở lại Thanh Dương Thành, Phù Đạo, Linh căn Kháng Thuật cùng với Thần Thức, Khôi Lỗi và cả Thọ Mệnh đều tăng trưởng trở lại, nhất là Thần Thức đã đột phá đến Trúc Cơ Hậu Kỳ thê tử và ngươi đồng sinh cộng tử, mức độ tình cảm trước mắt, 100, song tu tăng thêm, 10, kim sắc tăng thêm, 50, thần thông phù đạo, phù quan luân hải, ngàn phù, 2514 phần 30, 000, phù sư, cấp 2 thượng phẩm, 430, 000 phần 600, 000. Đại lữ ngươi tình sâu nghĩa nặng, độ hảo cảm hiện tại, 100 cộng 40, song tu tăng thêm, 6, ngân sắc tăng thêm, 10, Kim hệ linh căng, cực phẩm, 100,000 phần 150,000, một hệ linh căng, cực phẩm, 100,000 phần 150,000, ánh mắt dừng ở phía trước khung ảo một vàng một bạc. Thẩm bình im lặng. Tuy phù đạo và linh căng đột phá rất nhanh, nhưng một khi bước vào cấp độ tiếp theo, như vậy sẽ càng tích lũy nhiều hơn. Mà thê tử vương vân là phàm nhân. Cho dù dùng các loại kỳ trân đề cao cường độ thân thể, đến bây giờ cũng rất khó chịu đựng song tu nhiều lần giống như trước kia bạch ngọc dĩnh cũng chỉ mạnh hơn một chút mà thôi nếu sử dụng linh ngọc sâm cao pha loãng qua nhiều lần chỉ một lần đã rất khó tiếp tục lạc thanh cũng như vậy dù nàng có huyết mạch đặc biệt nhưng tu vi lại quá thấp sau khi thu hồi trong lòng hắn khẽ thở dài theo thực lực tăng lên những thứ này đều là chuyện không thể tránh khỏi nhưng bây giờ chuyển đến ngõ thông tuyền ở trong hoàn cảnh tu hành linh khí dồi dào này tu vi của các thê thiếp sẽ tăng nhanh hơn rất nhiều qua một thời gian nữa điểm cống hiến đãi ngộ hàng năm của khách khanh đặc biệt sẽ được phát xuống không biết là được bao nhiêu hy vọng đủ để mua công pháp trúc cơ và hải đường túy ngư tửu đi ra khỏi tỉnh thất linh trì thẩm bình đè xuống tạp niệm hỗn loạn làm bạn với thê thiếp rồi đi vào tỉnh thất chế phù trong đình các yên tĩnh của tiên diệu lâu Thải thường tiên tử nhìn thân ảnh trước mắt, mặt lộ ra vẻ không cam lòng nói, thẩm khách khanh kia không cho ta cơ hội gặp một mình, một vài thủ đoạn của ta căn bản không thể nào dùng được. Lâu chủ tiên diệu lâu trầm mặt. Mọi chuyện xảy ra thật ngoài ý muốn. Vốn tưởng rằng độc hạ nguyệt vũ của thải thường tiên tử cộng thêm dung mạo của nàng, muốn gặp mặt cũng sẽ rất dễ dàng. Kết quả đối phương lại không gặp. Lâu chủ, cho ta một cơ hội khác chỉ cần có thể nhìn thấy thẩm khách khanh. Ta nhất định có thể kết giao. Thải thường tiên tử không người. Lâu chủ tiên diệu lâu lắc đầu, trúc cơ yến là cơ hội tốt nhất, một khi bỏ qua, muốn tìm lại cũng không dễ dàng, lấy thân phận khách khanh đặc biệt muốn kết giao sẽ càng ngày càng khó, chỉ có thể chờ đợi thời cơ. Đúng rồi, ngươi sống ở ngõ hội tuyền phải không? Thải thường tiên tử ngẩn ra, lập tức nói, lâu chủ, Ngươi nói vị khách khanh đặc biệt kia cũng ở ngõ hội tuyền. Không sai. Đây là một cơ hội. Ngươi phải nắm chặt thời gian, vị thẩm khách khanh kia sợ sẽ không ở ngõ hội tuyền bao lâu đâu. Thải thường tiên tử liên tục gật đầu. Lâu chủ. Ta còn chưa biết tướng mạo của thẩm khách khanh. Lúc biển diễn độc hạ Nguyệt Vũ chưa từng phân tâm. Lâu chủ tiên diệu lâu cười nhạt nói, xem ra vũ nghệ của ngươi tăng lên không ít. Nói xong, tay người đó vung lên ngọc giảng rơi vào trong tay thải thường tiên tử hy vọng sẽ sớm nghe được tin tốt của ngươi giọng nói vừa dứt thân ảnh lâu chủ tiên diệu lâu cũng biến mất thần thức của thải thường tiên tử thẩm thấu vào ngọc giảng vừa xem cả người nàng đều cứng đờ sao lại là hắn vài ngày trôi qua hậu viện chân bảo cắt sứ giả ô sơn nguyên anh của tổng bộ chuẩn bị rời đi đối phương có thể ở lại ngụy quốc một thời gian ngắn hoàn toàn là nể mặt thẩm bình trước khi đi ô sơn đưa ra một tấm ngọc bài điêu khắc chiếc thuyền màu xanh thẩm khách khanh từ tổng bộ đến năm châu bốn biển mỗi một tổng cứ điểm đều có phi thuyền chuyên phụ trách đưa đón nếu thẩm khách khanh muốn đi tổng bộ có thể thông qua ngọc bài này liên hệ với ta đến lúc đó không cần xin điều động cũng có thể lập tức chạy tới tiết kiệm rất nhiều thời gian thẩm bình nhận ngọc bài không người hành lễ nói ô sơn đại nhân lần này đã làm phiền ngài rồi trên mặt ô sơn lộ ra tươi cười rảnh rỗi không có việc gì mà thôi thẩm khách khanh không cần để ở trong lòng ngụy quốc dù sao cũng quá nhỏ tương lai của thẩm khách khanh ở trung thánh châu vừa dứt lời động quan lóe lên sứ giả nguyên anh ô sơn đã rời đi bành trưởng lão cùng hạ chấp sự đều thở phào nhẹ nhõm có một vị sứ giả tổng bộ như vậy ở thanh dương thành áp lực của bọn họ vẫn rất lớn thẩm khách khanh ở ngõ thông tuyền đã quen chưa cũng được ta và hạ chấp sự đều ở trong ngõ thông tuyền sau này nếu rảnh rỗi có thể tới tụ tập